Tết Mậu ngày 1, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hôm nay sẽ là một cột mốc trong cuộc đời, ngày mà bạn bắt đầu thực hành phép màu của lòng biết ơn. Hãy kiên trì thực hành trong 28 ngày. Nếu bỏ lỡ một ngày, hãy lùi lại trước đó 3 ngày để duy trì lực thu hút những điều kỳ diệu. Hãy làm bằng cả niềm tin. Vì biết ơn là một dạng năng lượng ở tầng cao. Nếu trong 28 ngày bạn luôn giữ được nguồn năng lượng ở tầng cao này, thì bạn sẽ khỏe mạnh và thu hút những điều cùng tầng năng lượng cao ấy đến với mình. Trước tiên, hãy ghi ra những mục tiêu, gõ trên máy tính hoặc ghi vào một quyển sổ. Mình thì rất thích viết tay nên mình thường ghi vào quyển sổ. Bạn mong muốn điều gì trong cuộc đời mình? Sức khỏe, sự nghiệp, tài chính, mối quan hệ, vân vân. Thật cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, thực tế, có thời gian. Ví dụ, thay vì nói mình muốn thành công trong sự nghiệp, thì hãy cụ thể là mình muốn làm công việc gì, vai trò như thế nào, môi trường làm việc, đồng nghiệp, mức lương ra sao, như là lên vị trí trưởng phòng kinh doanh tại công ty X trong 2 năm tới với mức lương nào. Thay vì nói mình muốn giàu có, thì hãy cụ thể là mình muốn có được số tiền bao nhiêu trong bao lâu, cảm giác an toàn về tiền bạc như thế nào. Thay vì nói muốn đi du lịch nhiều nơi, thì hãy cụ thể là bạn muốn đi đâu, khi nào, cần bao nhiêu tiền cho chuyến đi đó, đi cùng ai. Mục tiêu thứ nữa là những mục tiêu đó phải có được bằng những con đường thiện lành. Ví dụ như bạn đang làm công việc trong một lĩnh vực gây hại đến nhân rộng như là thuốc lá, rượu bia, sát sinh, vân vân. Hãy hướng tới xây dựng sự nghiệp với một công việc có giá trị hơn, thay vì muốn có thật nhiều tiền từ công việc gây hại đó. Nếu không, có thể bạn vẫn thu hút được trong nhất thời, nhưng sẽ phải trả giá về sau. Hãy viết ra hết từ những điều nhỏ nhặt cho tới lớn lao, từ thời điểm hiện tại đến những mục tiêu cuộc đời. Khi bạn hiểu rõ về những điều mình muốn, đó là lúc bạn đưa ra hướng dẫn cụ thể cho sức mạnh của lòng biết ơn. Bây giờ, hãy bắt đầu chuyến phiêu lưu tuyệt vời của chúng ta nhé. Ngày 1, cảm thấy mình thật hạnh phúc. Việc đầu tiên cần làm vào mỗi buổi sáng, hoặc càng sớm càng tốt, là hãy cảm thấy mình thật hạnh phúc và viết ra tất cả những thứ bạn cảm thấy biết ơn và lý do. Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn khi có được điều gì, bởi vì mỗi ngày viết 10 điều, sau đó đọc lại từng điều. Mỗi khi đọc đến điều nào, hãy nói 3 từ nhịp màu: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và cảm nhận lòng biết ơn đối với điều ấy càng nhiều càng tốt. Lặp lại như vậy trong 28 ngày. Mình có thường cho sinh viên thực hành bài tập này thì các bạn than là không biết biết ơn điều gì. Có bạn thì ngày nào cũng lặp lại những câu cũ. Thật ra chúng ta có nhiều thứ để biết ơn lắm. Từng bộ phận trên cơ thể mình nè. Ví dụ như mình biết ơn đôi mắt, vì nhờ có đôi mắt mà mình có thể thấy được sắc màu hình ảnh, nhìn được gương mặt của những người thương. Cơ thể mình có biết bao nhiêu bộ phận màu nhiệm, tất cả đều cần được yêu thương và chăm sóc. Biết ơn những con người xung quanh mình, biết ơn từng sự trợ giúp xung quanh mình. Nhờ có mặt trời mà trái đất có sự sống. Biết ơn nguồn nước nè. Chỉ cần nghĩ đến việc không có những thứ ấy, cuộc sống sẽ ra sao. Biết ơn những món đồ xung quanh mình, căn nhà giúp mình che nắng mưa, chiếc laptop, cái điện thoại. Chỉ cần bạn trở thành người có lòng biết ơn, bạn sẽ thấy cuộc sống này màu nhiệm và đáng sống biết chừng nào. Cái gì cũng đáng yêu hết á. Thực hành bài tập này thôi, bạn sẽ nâng hạnh phúc của mình lên nhiều đó. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong ngày đầu tiên rồi.